Kon Tum là một tỉnh ở phía bắc Tây Nguyên, diện tích gần 10.000 km². Phần lớn diện tích tự nhiên tỉnh Kon Tum nằm về phía đông của dãy Trường Sơn, phía bắc giáp tỉnh Quảng Nam, đông giáp tỉnh Quảng Ngãi, nam giáp tỉnh Gia Lai. Phía tây có biên giới dài 142 km, giáp tỉnh Atapuer của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và 95 km giáp với tỉnh Ratanakiri của Vương quốc Campuchia. Theo tiếng Bana, Kon có nghĩa là làng, Tum có nghĩa là ao, hồ hay bào nước, Kon Tum có nghĩa là làng hồ. Như vậy, Kon Tum là tên ban đầu một buôn làng của người bản địa Bana. Theo năm tháng, vùng đất Kon Tum với đặc điểm thổ nhưỡng đất đỏ Bazan được dòng sông Đắk Pla là chi nhánh của dòng sông Poco bồi đắp phù sa ngày thêm màu mỡ. Từ một tỉnh có 6 dân tộc là Bana, Sedang, Giá Rai, Dẻ Triên, Râu, Rơ Mâm là các tộc người bản địa đầu tiên. Đến nay, sau 100 năm hình thành và phát triển, ngày 9 tháng 2 năm 1913, ngày 9 tháng 2 năm 2013, dân số tỉnh Kon Tum có trên 400.000 người với 22 dân tộc đã chọn vùng đất Kon Tum làm nơi dừng chân và định cư sinh sống lâu dài, làm nên một tỉnh Kon Tum đa sắc màu văn hóa cùng nền kinh tế mang tính đặc trưng của đại ngàn Trường Sơn và đất đỏ Bazan. Ngược dòng lịch sử, trước khi có cuộc nam tiến của người Việt, Tây Nguyên, trong đó có Kon Tum, là vùng sinh sống của các bộ tộc. Mãi đến năm 1471, triều đại phong kiến nhà Lê và sau này là nhà Nguyễn đã thu phục được vùng đất này. Trong xã hội Tây Nguyên cổ truyền và đến ngày nay vẫn còn duy trì đậm nét đó là làng. Làng được xem là một đơn vị hành chính mang tính bao quát và cụ thể chi phối mọi hoạt động của đời sống cộng đồng. Làng được điều hành bởi một người đứng đầu là già làng. Già làng là người hiền minh nhất của làng, là người có đức độ cao, là người am hiểu rừng núi, đất đai, phong tục tập quán, giàu kinh nghiệm sản xuất, kinh nghiệm sống, được dân làng tín nhiệm bầu lên. Già làng quản lý làng theo một hệ thống luật pháp đặc biệt, đó là luật tục của làng, tức là những điều được cả cộng đồng công nhận và tuân theo như luật, nhưng tồn tại dưới hình thức là phong tục của làng. Trong âm mưu xâm lược nước ta, vùng đất Kon Tum, Tây Nguyên cũng nằm trong ý đồ thôn tính của thực dân Pháp. Đầu tiên là bằng con đường truyền giáo, nhưng do chính sách cấm đạo Cơ Đốc giáo của các vua đầu triều Nguyễn, họ đã tìm đường lên rừng núi Tây Nguyên và cuối cùng họ dừng chân tại buôn làng người Bana ở Kon Tum và thiết lập xứ đạo đầu tiên tại đây. Hiện ngôi nhà thờ chính tòa hay còn được gọi mộc mạc là nhà thờ gỗ và chủng diện Kon Tum là minh chứng khá sinh động về con đường truyền đạo Cơ Đốc lên Tây Nguyên của người Pháp. Tiếp sau các nhà truyền giáo là các phái bộ khảo sát, các đoàn thám hiểm là những người đi tiên phong, chuẩn bị bài bản cho cuộc thôn tính và thống trị lâu dài của thực dân Pháp trước khi chính thức đô hộ Việt Nam. Cơ sở xác lập đơn vị hành chính đầu tiên ở tỉnh Kon Tum là từ năm 1893, nhưng trải qua nhiều hòa ước giữa Pháp, Cao Miên, Ai Lao, Sim cùng các nghị định sáp nhập rồi tách ra giữa các tỉnh Bình Định, Phú Yên. Mãi đến ngày 9 tháng 2 năm 1913, toàn quyền Đông Dương ra nghị định thành lập tỉnh Kon Tum, bao gồm một vùng đất rộng lớn. Lần đầu tiên Kon Tum trở thành một đơn vị hành chính cấp tỉnh với tên gọi là tỉnh Kon Tum. Có chính quyền tự trị riêng, đứng đầu là Viên Công Sứ Kon Tum. Không còn phụ thuộc vào sự điều hành quản lý của Viên Công Sứ Bình Định hay Công Sứ Ai Lao. Bằng hòa ước Giáp Thân 1884, thực dân Pháp chính thức đô hộ nước ta bằng chính sách chia để trị. Ngay khi thiết lập bộ máy cai trị và tấn công xâm lược Kon Tum, thực dân Pháp luôn phải đối mặt với sự chống trả quyết liệt của đồng bào các dân tộc Bana, Sedang, Giá Rai. Và chúng không thể ngờ rằng tổ chức đảng Cộng sản đầu tiên đã ra đời ngay trong nhà ngục Kon Tum, nơi chúng lập ra để giam giữ những người tù chính trị. Từ khi tổ chức đảng Cộng sản đầu tiên ra đời ở Kon Tum vào tháng 9 năm 1930, chi bộ binh và chi bộ đường phố xây dựng cơ sở và phát triển ảnh hưởng của đảng trong nhân dân và binh lính địch, tuyên truyền và vận động các tù nhân chính trị đứng lên đấu tranh chống lại sự hà khắc của chính quyền thực dân và tay sai, mà đỉnh cao là cuộc đấu tranh lưu huyết ngày 12 tháng 12 năm 1931. Chính qua những cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung mà các dân tộc ở Kon Tum đã trở nên gần gũi, gắn bó sâu sắc với cách mạng, với cộng đồng các dân tộc ở Tây Nguyên, cũng như trở thành một khối đoàn kết trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.
từ những cơ sở chính trị ban đầu tiến lên thành những cơ sở du kích vũ trang, rồi hình thành các chiến đấu kiên cường. Đến cuối những năm kháng chiến chống Pháp, Tôn Tum và cả Tây Nguyên đã trở thành một địa bàn thuận lợi cho các đơn vị chủ lực mở những chiến dịch lớn, mà đỉnh điểm là chiến dịch Đông Xuân 1953-1954, phối hợp với Điện Biên Phủ giải phóng hoàn toàn tỉnh Kon Tum và toàn bộ vùng Bắc Tây Nguyên. Có thâm nhập được vào các cái dân tộc Tây Nguyên đến một cái mức độ nhất định qua cuộc kháng chiến. Thì như vậy thì các dân tộc Tây Nguyên tôi nói là đến muộn, nhưng mà đến với cách mạng rất nhanh là vì là cùng nhau gặp một cái lý tưởng về tự do. Đó. Và qua cuộc kháng chiến chống Pháp thì cái quan hệ đó dần dần nó được củng cố, và nó củng cố rất cụ thể, củng cố bằng cái việc đầu tiên có những cái cơ sở cách mạng đầu tiên. Và cái điều đó trong tôi cho là năm 1954-59 thì cái này là trong tôi thấy là nhiều người đã nói rồi, ở đồng bằng nói chung là thoái trào, phải không ạ? Thoái trào tan tành, chứ nó đánh tan tành các cái đảng bộ của mình, nhưng Tây Nguyên hoàn toàn không có thoái trào. Có cái đấy một cái rất lạ, đúng là không thoái trào. Tây Nguyên hoàn toàn, mà thậm chí là một thời kỳ phát triển cực kỳ đặc biệt. Chính điều đặc biệt này mà nhân dân tỉnh Kon Tum bước vào cuộc chiến tranh chống Mỹ với tất cả sức mạnh tiến công, đẩy mạnh đấu tranh chính trị và binh địch dần, chú trọng phát triển kinh tế, chăm lo đời sống cho nhân dân, xây dựng vùng căn cứ vững chắc, cũng như tích cực phát triển cơ sở vào vùng địch. Trong kháng chiến này bây giờ chưa nói hết nổi cái tinh thần cách mạng, hy sinh cao cả của dân. Đó. Chưa nói lên được là giữa ta và địch lấy một cái trà sát của địch và cái sự đấu tranh của đồng bào dân khổ thế nào, lập làng chiến đấu, địch nó tàn phá, có làng như vậy là đi giờ phải giờ 3-4 chỗ làng tấn cư ở trong rừng ấy, hết chỗ này tới chỗ khác, rồi đó khổ, vừa là sản xuất đời sống, vừa là lo đánh giặc, nhưng mà tinh thần rất là cao cả. Chính sự hy sinh gian khổ ấy đã làm nên thắng lợi cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn tỉnh Kon Tum vào ngày 16 tháng 3 năm 1975, cũng như góp phần tích cực vào thắng lợi của cả nước trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Sau ngày giải phóng không lâu, cuối năm 1975, Kon Tum và Gia Lai sáp nhập thành tỉnh Gia Lai Kon Tum. Trong giai đoạn này, cùng với cả nước, đảng bộ và nhân dân tỉnh chú trọng ổn định đời sống, vừa khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương, vừa đấu tranh chống âm mưu lấn chiếm biên giới của các tập đoàn phản động, tấn công truy quét tàn quân và các thế lực phản động khác. Mặc dầu kết quả chưa đạt được chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, đặc biệt là ba chương trình kinh tế lớn, lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng và xuất khẩu, nhưng bước đầu đã có những chuyển biến quan trọng trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và củng cố an ninh quốc phòng trong thời kỳ đầu cùng cả nước thực hiện đường lối đổi mới. Ngày 12 tháng 8 năm 1991, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 8 đã ra nghị quyết giải thể tỉnh Gia Lai Kon Tum và thành lập lại hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Việc thành lập lại tỉnh Kon Tum xuất từ yêu cầu phát triển chung của đất nước trong thời kỳ đổi mới, xu thế và điều kiện phát triển của khu vực Tây Nguyên, cũng như đó là tâm tư nguyện vọng của nhân dân các dân tộc của tỉnh nhà. Khi mới thành lập lại tỉnh, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng với tinh thần tự lực tự cường, cần cù sáng tạo, đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc đã đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, phát huy truyền thống cách mạng, vực dậy những tiềm năng, thế mạnh sẵn có, xây dựng tỉnh phát triển theo bước đi chung của cả nước. Là một tỉnh miền núi với cơ cấu nông lâm nghiệp là chủ yếu, trong đó đại bộ phận dân cư là dân tộc bản địa với cuộc sống du canh du cư. Muốn ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế, từ sau năm 1975 đến nay, tỉnh đã vận động và tạo điều kiện về mọi mặt để các tộc người bản địa thích nghi với cuộc sống định canh định cư. Ngoài việc lên nương làm rẫy, họ đã biết trồng lúa nước. Nếu như năm 1991, diện tích lúa đông xuân chỉ có 2.685 ha, thì đến năm 2010 đã tăng lên 6.516 ha. Bên cạnh đó, các loại cây hàng hóa gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ như sắn, mía, cao su và cà phê được tiếp tục mở rộng. Đến năm 2010, diện tích cây cao su của tỉnh gấp 48,3 lần so với năm 1991. Cây mía, cây sắn liên tục tăng cả về diện tích, năng suất và sản lượng.
là vùng đất của Đại Ngàn Trường Sơn. Thành tựu lớn nhất mà ngành lâm nghiệp tỉnh Kon Tum đạt được trong những năm qua là vốn rừng được giữ vững và phát triển. Việc trồng mới nhiều hecta rừng, trồng rừng nguyên liệu giấy cùng với việc giao khoán quản lý, bảo vệ rừng được quan tâm thực hiện đã nâng độ che phủ rừng lên 66,6%, thời điểm 2010, cao nhất không chỉ so với khu vực Tây Nguyên mà còn là của cả nước. Dự kiến trong giai đoạn 2011-2020, toàn tỉnh trồng mới khoảng 30.000 hecta rừng, bình quân mỗi năm trồng mới 3.000 hecta rừng. Đồng thời, chu chuyển một số diện tích đất lâm nghiệp sang sản xuất nông nghiệp, đất ở và mục đích chuyên dụng khác. Đến năm 2020, ổn định diện tích đất lâm nghiệp khoảng trên 700.000 hecta. Ngoài ra, tỉnh Kon Tum còn chú ý phát triển 3 vùng kinh tế động lực. Thành phố Kon Tum gắn với các khu công nghiệp và các khu đô thị mới, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y gắn với thị trấn Pleikon, trung tâm huyện lỵ Con Plong gắn với khu du lịch sinh thái Măng Đen. Các vùng kinh tế động lực này khi được hình thành sẽ làm nhiệm vụ kết nối với các vùng kinh tế động lực khác để thúc đẩy các khu vực trong tỉnh cùng phát triển. Đây cũng là khâu đột phá để khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của mình để đón bắt các cơ hội trong quá trình hội nhập quốc tế, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao và bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỉnh Kon Tum đang thực hiện đầu tư từ kết cấu hạ tầng cho đến phát triển nguồn nhân lực để thành phố Kon Tum đủ mạnh tạo sức lan tỏa đến các khu vực phụ cận. Không chỉ đầu tư mà phải khai thác có hiệu quả các tuyến đường giao thông quốc lộ và tỉnh lộ, bố trí hợp lý các vùng dân cư dọc tuyến đường 14C, vùng phía tây đường Hồ Chí Minh, tuyến đường Đông Trường Sơn cũng như các tuyến giao thông từ Kon Tum đi Quảng Nam, Quảng Ngãi để khai thác tốt các tiềm năng, các lợi thế về quỹ đất, vị trí địa lý và khả năng hợp tác phát triển thương mại, du lịch gắn kết với các khu kinh tế lớn của miền Trung như Chu Lai, Dung Quất. Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y có quy mô trên 70.000 hecta cùng với lợi thế tọa lạc trên vị trí là ngã ba của ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam. Có hệ thống giao thông thuận lợi liên kết với các khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung và phía Nam với các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan. Vì vậy, tỉnh Kon Tum đang đẩy mạnh xây dựng khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y thành một khu kinh tế động lực, trung tâm tam giác phát triển ba nước Đông Dương, phát triển thành đô thị loại 2 vùng biên giới, gắn kết với hành lang kinh tế Đông Tây của khu vực. Bên cạnh đó, cùng với việc phát triển khu đô thị phía Đông, tỉnh cũng tiến hành nâng cấp thị trấn Pleikon đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4 và đến năm 2015, Pleikon sẽ trở thành đô thị trung tâm hành chính, thương mại, công nghiệp, dịch vụ và du lịch, phục vụ phát triển khu kinh tế, đồng thời là trung tâm hành chính kinh tế văn hóa của huyện Ngọc Hồi. Vùng kinh tế động lực thứ ba đó là trung tâm huyện Con Plong gắn với khu du lịch sinh thái Măng Đen. Khu du lịch sinh thái Măng Đen thuộc huyện Con Plong nằm ở độ cao 1.000 đến 1.200 mét so với mặt biển, có rừng nguyên sinh cùng hệ thống hồ thác, suối bao bọc chung quanh và đường thông cổ thụ rộng lớn phân bố dọc theo quốc lộ 24. Vì vậy, nơi đây quanh năm khí hậu ôn hòa, thiên nhiên tươi đẹp, phù hợp với loại hình du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng. Đến nay đã có 6 hệ thống nhà hàng khách sạn cùng 184 biệt thự đã được xây dựng và đưa vào hoạt động phục vụ khách du lịch. Tuy nhiên, Măng Đen vẫn còn gặp không ít thách thức trong quá trình xây dựng và phát triển. Đó là việc định hình một khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng phức hợp khép kín mà huyện Kon Plong đang mời gọi các nhà đầu tư đến với Măng Đen, một vùng đất giàu tiềm năng nhưng chưa được đánh thức. Thiên nhiên hào phóng đã ban tặng cho tỉnh Kon Tum nhiều tiềm năng quý hiếm từ Đại Ngàn Trường Sơn. Trong đó, điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của dãy núi hùng vĩ quanh năm mây mù với đỉnh núi Ngọc Linh cao gần 2.600 mét ở nơi treo leo có nhiệt độ trung bình 15 độ C đó đã cất giấu một dược liệu quý cho sức khỏe con người, đó là sâm Ngọc Linh. Sâm Ngọc Linh được thế giới công nhận là loại sâm quý bên cạnh sâm Triều Tiên, sâm Trung Quốc và sâm Mỹ. Có một thời gian, do người dân khai thác không được kiểm soát nên cây sâm Ngọc Linh bị xâm hại và gần như tuyệt chủng. Nhằm giữ nguồn gen quý và phát triển loại cây trồng đặc biệt quý hiếm này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã quy hoạch và giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Đắc Tô ươm giống và trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng tự nhiên trên địa bàn huyện Tumorong. Bên cạnh đó, Trung tâm ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ cùng phối hợp với Viện Sinh học Tây Nguyên thực hiện đề tài cấp nhà nước, nghiên cứu nhân giống vô tính và sản xuất sinh khối rễ cây sâm Ngọc Linh. Đề tài đã hoàn thành và đã chuyển ra trồng thử nghiệm 3.100 cây sâm cấy mô.
Sau 8 tháng trồng, tỷ lệ sống đạt khoảng 70%. Đây là một tín hiệu vui để cây sâm Ngọc Linh trở thành cây dược liệu quý mà không hiếm, đồng thời đem lại thương hiệu và giá trị kinh tế cho tỉnh nhà. Về định hướng phát triển tỉnh Kon Tum trong thời gian tới, thì chúng tôi đã xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Với cái mục tiêu là tới năm 2020, GDP trong tỉnh sẽ đạt ở cái mức tăng trưởng bình quân khoảng 15%. Và như vậy tới năm 2020, GDP bình quân đầu người sẽ là 53 triệu đồng Việt Nam, và tương đương khoảng trên 2.000 đô la. Ngoài những giá trị kinh tế mà đất rừng mang lại cho tỉnh Kon Tum, Đại Ngàn Trường Sơn trở nên lung linh huyền ảo bởi dưới những tán rừng còn lưu giữ những giá trị văn hóa của các dân tộc bản địa dưới hình thức làng. Và cũng chỉ ở vạt rừng hay nhà rông của buôn làng, những người bản địa mới tiến hành những nghi lễ thiêng liêng hoặc thả hồn theo âm điệu cồng chiêng trầm bổng. 100 năm sau, Kon Tum đã có 22 dân tộc quy tụ về đây sinh sống ngày một đông. Kon Tum trở thành vùng đất cộng cư của nhiều dân tộc anh em, không chỉ cần cù lao động để vùng đất Kon Tum ngày càng phát triển thịnh vượng, họ còn góp thêm sự đa sắc cho nét văn hóa bản địa. Nhưng liệu rồi sự hội nhập văn hóa và cuộc sống cộng cư có làm ảnh hưởng đến đời sống văn hóa cộng chiêm được UNESCO tôn vinh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại không? Trong một thời gian vừa qua thì tỉnh cũng đã chỉ đạo việc duy trì và phát huy cái giá trị bản sắc dân tộc của các cái dân tộc bản địa này, đặc biệt là các cái lễ hội. Thì tỉnh cũng đã xác định là một cái địa bàn chiến lược, do đó rằng là các cái di sản văn hóa mà lâu đời để lại trên địa bàn Kon Tum cũng rất là nhiều, cho nên là việc sưu tầm, việc duy trì, việc phát huy nó thì tỉnh trong thời gian qua cũng đã chỉ đạo, và anh em cũng đã sưu tầm được rất nhiều các cái sử thi, các cái di tích, các cái khảo cổ, cái di khảo cổ để mà tìm được cái giá trị văn hóa trên địa bàn của các huyện trên địa bàn của tỉnh. Và cái việc mà tổ chức giao lưu giữa các cái địa phương, giữa các cái dân tộc, thì cứ 2 năm một lần là tỉnh tổ chức các cái lễ hội văn hóa truyền thống, rồi lễ hội cồng chiêng. Đấy, cho nên là cái việc mà duy trì các cái cồng chiêng, các cái bài sử thi, các cái bài khang của các cái dân tộc đó, thì được các cái già làng và cũng được truyền lại cho các cái thế hệ thanh thiếu niên. Nói như thế thì không phải là Kon Tum không có những cái bất cập khi mà triển khai và cái việc duy trì và phát huy bản sắc. Tại vì bây giờ với cái sự hội nhập phát triển kinh tế, cái sự hội nhập văn hóa đa dạng như thế này thì thật sự mà nói là để duy trì và giữ vững nó thì đây là một cái vấn đề mà Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng hết sức là quan tâm, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trải qua 100 năm lịch sử kể từ khi tỉnh Kon Tum được chính thức thành lập, với truyền thống kiên cường, bất khuất được hun đúc từ trong quá trình xây dựng và bảo vệ vùng đất của cha ông, nhân dân các dân tộc Kon Tum đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, dưới sự lãnh đạo của đảng bộ tỉnh, đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng tỉnh nhà ngày càng ổn định, phát triển, cũng như giữ gìn vốn quý văn hóa cồng chiêng mà UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tự hào với thành quả to lớn, với thế và lực của tỉnh trong những chặng đường lịch sử đã qua, toàn đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định, phát triển và cơ bản thoát nghèo vào năm 2015 như mục tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 14 đảng bộ tỉnh đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.